Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Báo Việt Nam gỡ tin VNG bị khám xét. Ngày 6 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay, Bloomberg nói kỳ lân công nghệ VNG bị công an điều tra. Báo Việt Nam gỡ tin khám xét công ty. VOA dẫn một tuyên bố qua email của công ty VNG Corp gửi tới hãng tin quốc tế trên nói rằng công ty hiện đang bị cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh điều tra. VOA cho biết Thông tin này dường như đã được đăng tải trên các trang báo mạng chính thống của Việt Nam, trong đó có tuổi trẻ, Việt Nam Dân Trí và Lao Động, nhưng hiện đã không thể truy cập được. Theo hãng tin quốc tế, VNG không tiết lộ bản chất của cuộc điều tra hay cuộc điều tra sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho biết họ tiếp tục tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Công ty VNG, vốn sở hữu mạng xã hội Zalo, nói rằng hoạt động của họ vẫn bình thường. Và đây là hình bản tin trên VOA. VNG là doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tiên ở Việt Nam được định giá trên 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 nên được gọi là kỳ lân. VOA cũng cho biết khi tìm kiếm thông tin về cuộc điều tra đối với VNG, các tiêu đề liên quan vụ việc của các báo tuổi trẻ, Việt Nam Net, Dân trí hay Lao động xuất hiện trên Google. Các bản tin được đăng tải trong ngày 6 tháng 9 Tuy nhiên, các đường link này dẫn đến trang chủ hoặc xuất hiện thông điệp không tồn tại sau khi nhấn vào. Theo VOA, việc các thông tin được đăng tải trên các báo mạng do nhà nước Việt Nam quản lý rồi sau đó bị gỡ bỏ đã xảy ra trước đây. Các nhà báo và cơ quan truyền thông ở Việt Nam cũng thường tự kiểm duyệt các nội dung của mình. Một bản tin của Việt Time với tựa đề VNG nói gì về việc cảnh sát xuất hiện tại trụ sở hiện còn truy cập được cho biết Công ty này nói trong một thông cáo phát đi chiều ngày 6 tháng 9 rằng, công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến thanh tra đột xuất trụ sở VNG Campus của công ty ở đường 13, phường Tân Thuận Đông, quận 7, theo tạp chí điện tử của hội truyền thông số Việt Nam VNG cho biết. Công tác thanh tra vẫn đang diễn ra và công ty vẫn đang phối hợp với cơ quan công an cũng như cho biết rằng các hoạt động kinh doanh và vận hành của họ vẫn diễn ra bình thường. Vẫn theo VOA, VNG được xem là một trong những công ty khởi nghiệp công nghệ triển vọng nhất của Việt Nam đã rút đăng ký IPO tại Mỹ hồi tháng 1. Theo hãng tin quốc tế, công ty này cho biết họ có kế hoạch nộp đơn đăng ký mới trong tương lai. Công ty không cung cấp bất kỳ khung thời gian nào hay lý do cho việc rút lui. Và đây là hình trụ sở của VNG. VOA dẫn bản tin của Vietnamnet đăng tải ngày 6 tháng 9 cho biết, cổ phiếu VNZ của công ty này đã lao dốc sau khi áp lực bán bất ngờ tăng vọt vào đầu giờ chiều cùng ngày, làm mất 77.000 tỷ đồng, tương đương gần 15%, xuống 473.800 đồng cho một cổ phiếu, trong bối cảnh có thông tin VNG bị công an điều tra. Theo Vietnamnet, vốn quá của VNG do ông Lê Hồng Minh làm tổng giám đốc đã tụt giảm xuống còn 12.500 tỷ đồng, trong khi vào thời đỉnh cao, con số này đạt 55.900 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ. Ông Minh từng lọt top 30 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam và xếp thứ hai trong top doanh nhân công nghệ giàu nhất chỉ sau ông Trương Gia Bình, chủ tịch FPT và hiện có 11.600 tỷ đồng. VOA cho biết thêm tiền thân là Vinagame, VNG Corp, được biết là công ty phát hành các trò chơi điện tử từng chiếm ưu thế trên thị trường Việt Nam. Trên trang web chính thức, VNG cho biết công ty sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập vào ngày 9 tháng 9. Công ty có 14 văn phòng trên khắp châu Á, gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Đài Bắc, Bangkok và Singapore. VOA dẫn trang Việt Tham cho hay, trong hệ sinh thái của VNG, công ty cổ phần Zion là đơn vị phát triển và vận hành Zalo Pay, nền tảng ví điện tử và hệ thống thanh toán trực tiếp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán. Mở rộng dân chủ, nói thì dễ, còn làm thì không. Ngày 4 tháng 9, AFA Tiếng Việt có bài, Việt Nam sẽ chọn đúng cán bộ khi mở rộng dân chủ, lắng nghe nhân dân. AFA dẫn lời ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ ngày 3 tháng 9, trả lời báo chí nhà nước rằng, muốn chọn đúng, chọn trúng cán bộ, phải đánh giá, nhìn nhận phẩm chất đạo đức, năng lực cán bộ qua công việc hàng ngày, qua ứng xử ở gia đình, xã hội. Và đây là hình bài trên AFA. Theo ông Dĩnh, ngoài việc tổ chức đảng xem xét, đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan tuyển dụng cán bộ, thì mặt khác cũng phải phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của quần chúng nhân dân, trong việc chọn cán bộ cho đại hội đảng các cấp, và đại hội đảng 14 sẽ diễn ra đầu năm 2026. AFA dẫn nhận định của giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng đây là vấn đề khó và phức tạp. Thời gian vừa rồi do thông tin không được công khai một cách tốt nhất, một cách toàn diện. Chính vì vậy cũng đã phát hiện ra những trường hợp cấp cao cũng phải từ chức. Tôi cho rằng hướng của Việt Nam là muốn đạt được tiến bộ lớn trong việc lựa chọn cán bộ. Để tránh như thời gian vừa rồi, đã tổn thất khá nhiều cán bộ do vấn đề đạo đức, vấn đề chấp hành nhiệm vụ, vấn đề thực hiện các lực của nhà nước cũng như của tổ chức đảng. Như vừa rồi cũng đã phát hiện cương quyết yêu cầu tự chức, giáo sư Võ nêu ý kiến. AFA cũng dẫn lời một nhà quan sát chính trị từ Hà Nội cho rằng, việc mở rộng dân chủ, lắng nghe nhân dân để chọn đúng cán bộ chỉ là hô hào và rằng cách phát biểu của ông Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ khó mà đúng với thực tế đó chỉ là dân chủ giả hiệu thôi nhà quan sát nói tiếp bởi mọi người chỉ được bầu trong danh sách chọn sẵn cách làm như thế này là hạn chế những người có uy tín có năng lực có tài năng nhưng không cùng phe cùng nhóm không chấp nhận ứng cử của những người mà họ cảm thấy họ đủ trình độ và năng lực nếu muốn được nằm trong danh sách bầu thì phải vào cho được cái quy hoạch của người ta cách làm như thế này là một dạng độc tài độc đoán chứ chẳng dân chủ gì hết và đây là hình nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh. AFA cho biết, theo số liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong 8 tháng đầu năm 2024, cơ quan này đã thi hành kỷ lực 47 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, 172 cán bộ thuộc cấp ủy địa phương quản lý về trách nhiệm người đứng đầu hoặc liên quan các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực. AFA đặt vấn đề với những con số đáng chú ý trên liệu việc chọn đúng, chọn trúng cán bộ dựa trên phẩm chất đạo đức và năng lực để giới thiệu cán bộ vào cấp ủy các cấp theo đúng cảm nang và mong đợi của ông Nguyễn Tiến Dĩnh có thể khả thi hay không. AFA dẫn bình luận của nhà hoạt động xã hội Trần Anh Quân cho rằng khi ông Dĩnh muốn chọn đúng cán bộ, tức là ông này thừa nhận trước nay đã chọn sai cán bộ rồi. Dĩ nhiên là chọn sai thì mới dẫn tới cả một hệ thống chính trị, nhìn đâu cũng thấy sâu mọt như hiện nay từ chủ tịch xã tới chủ tịch nước. Theo ông Quân, những sai lầm về chọn lựa cán bộ thực chất là do cơ chế tuyển dụng chỉ dựa vào lý lịch và ưu tiên cho con cái các lãnh đạo. Do đó, ông Quân góp ý rằng, muốn chọn đúng người tài phục vụ quốc gia thì chẳng có cách nào khác là phải có ứng cử và bầu cử tự do. Khi người dân được dùng lá phiếu để chọn lãnh đạo thì chắc chắn là dân không chọn sai. Nếu Đảng Cộng sản muốn mở rộng dân chủ thì Việt Nam phải có dân chủ trước, chứ không thể nào mở rộng cái mà họ không có. Mà đã không có dân chủ thì làm sao mà có chuyện lắng nghe người dân? Ông Quân kết luận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Mở rộng dân chủ, nói thì dễ, còn làm thì không. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới